À rồi đấy. Rồi. Hơi hơi run đi. Ôi mẹ ơi. Xa quá mình không nhìn thấy thôi. Thì mình không nhìn thấy thôi. Chứ mai quay thì vẫn nhìn thấy. Cái cánh ngon đấy nhỉ. Bay chậm này. Bay từ từ thôi còn quay. Trưa nay bay khoảng tầm được 5 phút. Thế rồi. 5 phút là nhiều, 4 phút. Sướng rồi. Nhà thì nhiều lắm. Như con này nhà tôi bay phải 20 phút. Bay đồng chậm. Anh biết fan trưa nay em bay được bao nhiêu phút không? 2 phút. Chạy rồi. Dạ, tại ra bên thôi bay bình tĩnh thôi để quay cái. Ôi, mẹ ơi. Bay bình tĩnh nhanh. Ra mạ gì? Dầu. 225. B. Cần đấy nhỉ? Đây nhỉ? Này. Không lắc cái nào không? Đấy. Bỏ hết đây đi đi. Không có BT bạn. BT. B là 25. Ba chữ. Gấp rồi. À ra rồi. Hôm nay hôm thứ ba. Ủa đã tăng đầu. Ba phút. Chính nghe nhất là tránh cái đường này. Sợ về bé lắm. Hả? Nhiều nó mới quen đi. Có mấy cái đường này nó béo có mình nghe, không nghe được. Đang làm sao không sao? Đang làm sao? À, nó có hai cái ống đằng sau nó tạo khí hơi. Ống nó tạo tiếng kêu gì? Giống F18 ở nhà. Chỗ nó xà vào gần mình xong rồi nhả chậm rồi mình bắt được nha. Khó lắm anh ạ. Thật chậm. Cho xà từ đầu kia xà về nha.
5 phút. Hạ dần đi nào vừa. Không có chế độ quay ngược à? Không. Hả? Thế như thuyền ấy, chế độ quay ngược ấy, để cho nó vuông. Anh chắc là nó phải qua đấy nhỉ? Cái đấy anh muốn chơi không? Henny. What's one?